Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm động viên tặng quà lực lượng thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Hưng Yên đề ra 11 giải pháp nhiệm vụ để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công. Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16. Thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp. Một học sinh lớp 4 tử vong do đuối nước ở huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022 đã đi kiểm tra động viên tặng quà lực lượng thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trực tiếp kiểm tra thực địa tại khu vực thực binh đánh địch đổ bộ đường không, khu vực đánh địch tiến công hỏa lực đường không và bệnh viện dã chiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm nhiệt tình của các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã khắc phục khó khăn, đảm bảo thi công các công trình đúng tiến độ, phục vụ cho diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2022. Đây là cuộc diễn tập có quy mô rộng lớn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị lực lượng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đạt quyết tâm cao, nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, sát thực tế, an toàn và tiết kiệm để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh diễn ra thành công, an toàn về mọi mặt, đúng theo kế hoạch, ý định đã đề ra. Trước đó, khung tập hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì đã tổ chức luyện tập hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ra nghị quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh do đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã đi thăm và tặng quà gia đình chiến sĩ đang tại ngũ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Quách Thị Hương đã thăm hỏi động viên gia đình quân nhân, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục là chỗ dựa cho các chiến sĩ, phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương, động viên con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà cho các gia đình quân nhân mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Sáng nay, Ban Cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Sở Tài chính trình dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2022, ban hành kèm theo nghị quyết số 153 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng quy định về xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ cán bộ lên chuyên viên tỉnh Hưng Yên năm 2022. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các tờ trình. Đồng chí lưu ý, việc chi thường xuyên ngân sách địa phương phải đảm bảo phù hợp với quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, khuyến khích các huyện xã tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư, chủ động bố trí dự toán nhiệm vụ chi để thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với tờ trình của Sở Nội vụ, phải xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công để theo dõi đánh giá một cách thực chất và công bằng kết quả thực hiện các chỉ tiêu lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Các sở ngành cũng phải thi đua với nhau, các huyện thành phố cũng phải thi đua với nhau và các xã cũng phải thi đua với nhau. Ta cố gắng để nâng cái hoàn thành các cái chỉ tiêu về cải cách hành chính như mình. Thế còn các đồng chí mà không chịu khó nghiên cứu, không chỉ có sửa cái phong cách phục vụ của mình đi thì bị đánh giá thấp. Mà lúc đó đánh giá thấp thì đương nhiên là so với tỉnh thì không có lý do gì tại sao các xã khác làm tốt, các huyện khác làm tốt, các ngành làm tốt và mình yếu kém. Tự các đồng chí đứng đầu đơn vị, đồng chí chủ tịch ban huyện này, các đồng chí bí thư huyện ủy này
các đồng chí giám đốc sở ngành này, các xã cũng vậy, các đồng chí bí thư, các đồng chủ tịch các xã cũng phải xem lại cái cách điều hành của mình. Tại sao là mình yếu kém thế? Thì đây là một số có rất cái nội dung rất là quan trọng trong cái việc là đánh giá để ta thi đua với nhau. Và mục tiêu cuối cùng là chúng ta đưa cái cải cách hành chính của tỉnh lên ở cái top, là cái top đầu trong toàn quốc. Và cái mục tiêu như thế là phục vụ cho các tổ chức này, cá nhân này, doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên làm được thuận lợi nhất. Đấy là mục tiêu cuối cùng là như vậy thôi. Cắt giảm tất cả các thủ tục hành chính không cần thiết đâm ra, rồi cũng tất cả các biện pháp, rồi tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến, tức là không phải trực tiếp mà trực tuyến, để tránh cái phiền hà cho người dân, mà hai là tạo thuận lợi cho nhất cho người dân và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thì tất cả các nội dung đó đều phục vụ cho cái việc là ta nâng cao cái hiệu quả hành chính công, rồi cũng là tất cả các cái nhiệm vụ đó thì đều là nâng cao cái tinh thần vai trò phục vụ người dân và tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Và mục tiêu cuối cùng là đẩy nhanh, đẩy mạnh các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, rồi nâng cao thu nhập của người dân. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong 9 tháng năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã giao tính đến thời điểm ngày 23 tháng 9 là trên 10.141 tỷ đồng, đạt gần 240% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Qua 9 tháng triển khai, toàn tỉnh đã giải ngân trên 3.911 tỷ đồng, đạt trên 92% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 38,6% kế hoạch địa phương giao. Vốn đầu tư công năm 2022 chủ yếu bố trí cho các dự án khởi công mới, cần có nhiều thời gian để thực hiện các công tác như khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng nên tiến độ giải ngân còn chậm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tỉnh Hưng Yên đề ra 11 giải pháp nhiệm vụ để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trong tỉnh cần thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo nghị quyết số 01 ngày 8 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm thi công dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là chủ động làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc với sự tham dự của 228 đại biểu đại diện cho hơn 55.000 đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước khi bắt đầu buổi làm việc, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm Bắc Hồ, tượng đài Canh hùng Liệt sĩ tỉnh, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua chương trình nội quy quy chế đại hội và nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, tổng kết thực hiện điều lệ đoàn khóa 11 và đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Với phương châm tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ Hưng Yên. Đại hội đã tổ chức 3 diễn đàn thảo luận với các chủ đề giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy vai trò của tổ chức đoàn hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn và công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chăm sóc bảo vệ giáo dục thiếu niên nhi đồng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Khuê đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã bám sát các chỉ đạo của tỉnh, của đoàn cấp trên. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, bầu được những cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất tham gia ban chấp hành tỉnh đoàn khóa mới, xứng đáng với vai trò lãnh đạo tổ chức hoạt động đoàn và công tác thiếu niên nhi đồng.
Trên tinh thần dân chủ trách nhiệm, đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 đồng chí. Trong đó, bầu tại đại hội 23 đồng chí, khuyết 10 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 12 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 16 diễn ra vào chiều 26 tháng 9 đã bầu ra Ban thường vụ tỉnh đoàn gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn khóa 15, tiếp tục tái cử Bí thư tỉnh đoàn khóa 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Hưởng ứng phong trào thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp do tỉnh đoàn phát động, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên thanh niên mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, mô hình điển hình, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Em Nguyễn Anh Hải, sinh viên năm thứ tư, khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, là ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, luôn đam mê tìm tòi học hỏi, theo đuổi lĩnh vực công nghệ. Với khát khao tuổi trẻ, Hải đã ấp ủ ý tưởng từ năm 2018 đến năm 2020 đi vào sản xuất thành công các sản phẩm đồ chơi thông minh cho trẻ em theo phong cách DIY. Sản phẩm được làm từ gỗ tre kết hợp với công nghệ, có thể lập trình, đồ chơi có giá thành vừa phải từ 60.000 đồng đến 350.000 đồng và Hải đã bán được 1.000 sản phẩm ra thị trường. Hiện nay các bạn trẻ chú chơi những sản phẩm đồ chơi không có nguồn gốc, sản phẩm không rõ ràng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì từ những ý tưởng như ấy thì em đã lên một mô hình sản phẩm đồ chơi thông minh, người chơi sẽ tự làm, tự lắp ghép theo cái mô hình có sẵn. Thì khi các bạn chơi thì các bạn có thể rèn luyện được tính sáng tạo, khả năng tư duy logic và có thể rèn luyện khả năng lập trình với những sản phẩm có thể lập trình được ạ. Vất vả làm kinh tế ở nhiều nơi nhưng vẫn không thành công. Năm 2018, anh Nguyễn Văn Huân, thôn Thị Giang, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, trở về quê hương thực hiện ước mơ lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Được sự động viên hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn của các đoàn viên thanh niên, anh Huân đã mạnh dạn tìm tòi học hỏi và đã thành công trong việc nuôi cá kết hợp nuôi ếch trên cùng một diện tích mặt ao với diện tích gần 2.000 m2. Cách làm này cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với việc nuôi đơn lẻ. Trung bình thì một năm sản lượng thì cá được 2 lứa và ếch được 2 lứa. Ếch giao động từ 25 đến 30 tấn ếch và cá thì giao động khoảng tầm 15 đến 20 tấn trên một lứa, một năm được 2 lứa cá. Doanh thu của tôi trung bình một năm đạt được khoảng tầm 150 triệu đến 200 triệu. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 800 mô hình khởi nghiệp của thanh niên, điển hình như anh Phạm Hồng Sơn, giám đốc công ty cổ phần công nghệ phát triển nông nghiệp Việt Nam với các sản phẩm công nghệ phục vụ chăn nuôi, mô hình nuôi giun quế của anh Nguyễn Thành Luân, bí thư chi đoàn thôn Nho Lâm, xã Mai Động, huyện Kim Động, sản xuất đông trùng hạ thảo, tinh bột nghệ. Các mô hình đều phát triển tốt, tạo việc làm cho nhiều lao động để hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đoàn Hưng Yên hỗ trợ 45 dự án khởi nghiệp phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thanh niên vay vốn gần 200 tỷ đồng. Thời gian tới thì chúng tôi xác định việc đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp bằng các cái chương trình, các cái dự án cụ thể tập trung cho cái việc mà sẽ hỗ trợ tạo điều kiện về các cái nguồn vốn vay để khởi nghiệp lập nghiệp cũng như là hỗ trợ về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên trong cái tiếp cận khoa học kỹ thuật trong cái vấn đề khởi nghiệp lập nghiệp cũng như là ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh cái việc đưa lên sàn giao dịch điện tử các cái sản phẩm của thanh niên. Vượt lên những mặc cảm tự ti về khuyết tật của bản thân, thầy giáo Phạm Văn Hưng, trường Trung học phổ thông Phù Cử tự học tập để trở thành một giáo viên giỏi chuyên môn, là người truyền ngọn lửa về tinh thần vượt khó cho học sinh. Những nét chữ dù trên trang giấy trắng hay trên bảng đen đều nắn nót tròn trịa. Những nét chữ này được thầy Hưng viết bằng tay trái. Có những cái mảnh giấy trắng này, miếng bìa hoặc là bằng nhỏ nhỏ đấy thì mình tập viết ở đấy. Sau đó là viết chưa đẹp thì mình lại lấy khăn mình xóa đi, mình viết lại. Đấy, hoặc là ở cái sân gạch ấy, đấy thì mình cũng lấy cái phấn mình viết ra, viên phấn mình viết ra. Thì lúc đầu thì nó chữ nó cũng hơi quỳnh ngoạc, nhưng về sau thì chữ viết của mình nó cũng ổn định hơn. Sầu hai con mắt, khó hai bàn tay, bẩm sinh khuyết tật, thiếu bàn tay phải, nhưng thầy Hưng chưa bao giờ mặc cảm tự ti mà lúc nào cũng cố gắng học tập chăm chỉ, tập làm tất cả mọi việc để có thể tự chăm sóc bản thân.
Nghị lực đó được đền đáp khi thầy Hưng thi đỗ khoa vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tôi trở thành một giáo viên giỏi chuyên môn. Trong suốt 16 năm qua, thầy Hưng luôn được nhà trường giao nhiệm vụ dạy các lớp mũi nhọn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Năm học nào, thầy Hưng cũng có học trò đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh. Không chỉ vậy, thầy Hưng còn là một trong những giáo viên điển hình về đổi mới phương pháp giảng dạy như thiết kế bài giảng điện tử, tăng cường giáo dục STEM cho học sinh. Thầy Hưng là một trong những thầy có trình độ cũng như là có sự hiểu biết về công nghệ thông tin rất cao. Thầy luôn luôn đi đầu trong các cái phong trào đổi mới của nhà trường, đặc biệt là giáo dục STEM cũng như là bài giảng điện tử cũng như là giáo án e-learning, là thầy luôn luôn đi đầu và cũng đạt rất nhiều giải thưởng của sở. Rất là hiền, hòa đồng và luôn luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm với đồng nghiệp và chỉ bảo những học sinh một cách tận tình. Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, những năm qua, thầy Phạm Văn Hưng không chỉ nhận được khen thưởng của các cấp mà còn được học trò, đồng nghiệp yêu mến, kính trọng. Em học hỏi được một cái nghị lực sống rất là kiên cường của thầy. Giữa thầy và trò rất là thoải mái, không có cái gì là khoảng cách khiến mà học sinh phải gọi là mang cái tâm lý sợ hãi mà không dám giao lưu với cả thầy. Sáng nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức tọa đàm gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh du lịch với chủ đề Tư duy lại về du lịch. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện kích cầu phục hồi hoạt động đã giúp ngành du lịch tỉnh Hưng Yên có nhiều khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số khách du lịch nội địa đạt 120.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ lữ hành đạt 35 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 35%. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận trao đổi ban giải pháp khắc phục và phục hồi du lịch trong điều kiện bình thường mới, đề xuất giải pháp phát triển sản xuất du lịch mới trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng vùng, phù hợp với xu hướng và thị hiếu của du khách, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá gắn với chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch, các giải pháp tăng cường liên kết hợp tác trong hoạt động kinh doanh du lịch. Công ty du lịch Maya đã sẵn sàng bước vào một cái mùa vụ mới. Chúng tôi đã có những cái chương trình du lịch, ví dụ như chương trình du lịch học đường, tạo lên những sản phẩm mới, ví dụ các con sẽ đến với Hưng Yên tham quan, tìm hiểu, học tập về lịch sử Phú Hiến xưa và nay. Hưng Yên phải đánh giá lại, xác định được là cái vai trò du lịch của tỉnh mình nó đặt ở vị thế nào, xác định được là đâu là sản phẩm du lịch là thế mạnh và chúng ta tập trung các nguồn lực, các nhân lực vào đó. Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế để du lịch Hưng Yên phát triển mạnh mẽ hơn. Trong những năm qua, đông đảo hội viên người cao tuổi xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm tích cực tham gia tập thể dục dưỡng sinh, qua đó góp phần giúp người cao tuổi nơi đây sống vui, sống khỏe. Đến nay, tất cả 7 chi hội người cao tuổi trong xã đều có câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Mỗi câu lạc bộ thu hút từ 30 đến 50 hội viên tham gia tập luyện vào buổi chiều hàng ngày tại nhà văn hóa các thôn. Nhờ tập thể dục dưỡng sinh thường xuyên nên nhiều hội viên người cao tuổi trong xã giảm một số bệnh về xương khớp và tim mạch, đồng thời có thêm niềm vui trong cuộc sống. Nhân các ngày lễ lớn, ngày quốc tế người cao tuổi, xã Lạc Hồng tổ chức giao lưu thể dục dưỡng sinh giữa các chi hội trong toàn xã để khích lệ và động viên hội viên tiếp tục tham gia tập thể dục thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 15 giải hạng nhất quốc gia 2022 diễn ra cuối tuần qua, trên sân nhà PVF, câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến đã giành chiến thắng thuyết phục trước câu lạc bộ Đắk Lắk, qua đó cắt đứt mạch trận thi đấu không tốt trong thời gian vừa qua. Sau hiệp 1 không có bàn thắng thì tới phút 53 của hiệp 2, đội chủ nhà câu lạc bộ Phú Hiến có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Hữu Nam sau một pha vô lê đẹp mắt trong vòng cấm. Ít phút sau, tiền vệ Minh Hiếu ghi bàn gỡ hòa cho đội khách Đắk Lắk. Những phút cuối trận, đội bóng xứ Nhãn Hưng Yên chơi quyết tâm và có được liên tiếp hai bàn thắng do công của Ngọc Sơn và Thanh Nhàn ở phút 78 và 85. Qua đó, khép lại trận đấu với thắng lợi 3-1. Giành được 3 điểm trong trận đấu này, câu lạc bộ Phú Hiến đã có 25 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 15. Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9, tại khu vực hồ điều hòa, khu giãn dân thuộc địa bàn thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một học sinh lớp 4.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cháu Đỗ Bảo An, sinh năm 2013, cùng bạn ra khu vực hồ điều hòa để vui chơi. Trong quá trình vui chơi xung quanh hồ, cháu Bảo An đã cùng bạn xuống hồ để tắm. Do không có các phương tiện hỗ trợ, cháu đã tử vong do đuối nước. Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động cũng đã đến thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc đang được các cơ quan điều tra làm rõ.